Alo. Alo. Alo, em giao đậu cái áo để là đơn hàng, để là áo cặp gì nè anh. Anh em tới Hàm Cá nè, anh chỗ nào anh? Đi giao áo cặp cho khách thanh niên bị bơm hàng vì lý do quá hợp lý. Đúng người nhưng sai thời điểm. Một thanh niên shipper lặn lội đường xa đi vào một vùng hẻo lánh để giao đơn hàng áo cặp cho một thanh niên khác. Thế nhưng bằng giọng vừa buồn vừa hận, lại vừa thấp thoáng một nét u sầu khó tả. Anh thanh niên đã từ chối cái đơn hàng một cách thẳng thắn, chấp nhận mang tiếng bơm hàng chỉ vì anh vừa mới chia tay mối tình nồng thắm của mình. Em tới Hàm Cá nè, anh chỗ nào anh? Quỷ đi, chia tay rồi cặp. Alo. Ê trời, khi vừa tới đây đã rồi nói chuyện kiểu đó đó. Lại ăn thịt chứ. Sau khi đưa ra lý do, anh thanh niên đã lạnh lùng tắt máy, để lại anh shipper đứng ngẩn tò te ở giữa chốn đồng không mong quạnh. Do không thể gọi điện lại cho khách để nói lý vì sợ chạm đến nỗi đau của người đang đau khổ vì tình, nên anh ship chỉ đành bấm bụng quên đi tiền công, tiền ship mà hoàn hàng trở về cho shop. Có thể khi đặt hàng cả hai người vẫn còn đang tình thắm duyên nồng, mối duyên quê đã sớm đôi ngã chia ly. Một đơn hàng bị bơm mà khiến cho anh shipper buồn, chủ shop cũng buồn. Riêng anh thanh niên bơm hàng thì nói buồn nhân hai. Một số bình luận được mọi người để lại: sao thấy ai cũng buồn, chỉ có người xem là thấy mắc cười, sao mà tàn ác quá vậy. Bị bơm hàng trắng trợn luôn mà không sao cãi được. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Làm shipper công nhận cũng nhiều cái vui lắm, nhiều pha để đời thật sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày. Thank you.